huấn luyện viên Pop Pop tự chê đội Thanh Hóa, yêu cầu học trò quên khẩn trương mọi danh hiệu. Sau trận hòa trên sân nhà ở trận mở màn mùa giải V-League 2023-2024, huấn luyện viên Pop Pop của đội Thanh Hóa yêu cầu các học trò bỏ lại phía sau những danh hiệu ở mùa giải trước để tập trung cho từng trận đấu ở mùa mới. Chiều ngày 21 tháng 10, đội Thanh Hóa tiếp đón đội Hà Tĩnh trong trận mở màn mùa giải V-League 2023-2024 của cả hai đội. Câu lạc bộ Thanh Hóa cũng tổ chức màn chào đón mùa giải mới khá hoành tráng khi có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, trình diễn múa lân và mời cả em Lê Xuân Mạnh, người vừa giành vòng nguyệt quế chương trình đường lên đỉnh Olympia xuống sân để tạo không khí hào hứng trước khi trận đấu diễn ra. Những tưởng với lợi thế sân nhà và tinh thần thoải mái sẽ giúp cho đội bóng xứ Thanh giành trọn 3 điểm, nhưng đội Hà Tĩnh đã có trận đấu hay khi khắc chế được lối chơi áp sát của đội Thanh Hóa và trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2. Sau trận đấu, huấn luyện viên Pop Pop của đội Thanh Hóa không còn phàn nàn về công tác trọng tài như mùa giải trước, có lẽ vì trận đấu hôm nay có sử dụng công nghệ VAR. Chia sẻ với báo chí sau trận đấu, ông Pop Pop cho hay, đây là trận đấu khởi đầu mùa giải khó khăn với chúng tôi. Các cầu thủ đã phần nào bị tâm lý và chưa thể hiện được tốt nhất khả năng của mình. Hai bàn thua có phần lỗi của hàng thủ và chúng tôi đã kịp thời có sự điều chỉnh tốt hơn trong hiệp 2 và có nhiều cơ hội ghi bàn, nhất là cuối trận nhưng không tận dụng được. Ông Pop Pop cũng cho biết thêm, kết quả hòa không đến nỗi tồi với đội Thanh Hóa. Chúng tôi sẽ phải rút ra những kinh nghiệm, bài học cần thiết. Các cầu thủ cũng đã chơi rất nỗ lực, cố gắng cao nhất, đó là tín hiệu tốt. Nhưng các cầu thủ cần phải bỏ lại phía sau những danh hiệu ở mùa giải trước để tập trung từng trận một, huấn luyện viên Pop Pop nói. Trong khi đó, dù được đánh giá thấp hơn trước khi trận đấu diễn ra, nhưng câu lạc bộ Hà Tĩnh đã ra về với một điểm. Tuy nhiên, huấn luyện viên Nguyễn Thành Công vẫn tỏ ra tiếc nuối khi không giành trọn 3 điểm. Chơi trên sân Thanh Hóa chưa bao giờ là dễ dàng với chúng tôi, và đây là trận đấu đầy nỗ lực, quả cảm của các học trò. Nếu tận dụng tốt cơ hội trong hiệp 1, chúng tôi lẽ ra có thêm bàn thắng. Hiệp 2 chúng tôi cũng chơi với mục tiêu giành chiến thắng nhưng cũng gặp nhiều khó khăn khi đội chủ nhà dâng cao tấn công. Chúng tôi phải cố gắng chơi phòng thủ tốt rồi tổ chức phản công, và đã có cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được. Kết quả hòa có phần đáng tiếc nhưng đó là bước khởi đầu mùa giải lạc quan. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công cho hay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.